Hanko Industries, nơi công nghệ kiến tạo tương lai. Với đội ngũ hơn 350 kỹ sư và chuyên gia đầu ngành, trung tâm R&D Hanko Industries không ngừng nghiên cứu và cải tiến, dẫn đầu xu hướng đổi mới công nghệ. Trung tâm R&D Hanko Industries đang từng bước tạo dấu ấn mới trong ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Với quy trình nghiên cứu và phát triển toàn diện qua 4 giai đoạn: thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết lập trình, sản xuất sản phẩm mẫu, lắp ráp kiểm tra vận hành. Không chỉ thế, trung tâm R&D Hanko Industries tập trung nghiên cứu và thử nghiệm cơ học vật liệu, mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất, mở ra tiềm năng vô hạn về công nghệ và sản phẩm của ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Trung tâm R&D Hanko Industries, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.